của Hắc Bồ Đề, của Hoa Sa La, của An Lạc Hạnh. Tất cả quý vị đang nằm ở trong đây đều nhận cái vô tận đăng từ cái Phật Pháp. Ngày mai này thầy Pháp Vân mất rồi, nhưng mà còn những cái vô tận đăng của Hoa Sa La, còn những vô tận đăng của Hắc Bồ Đề, còn những vô tận đăng của An Lạc Hạnh, còn vô còn có những cái vô tận đăng của Thích Nữ Tịnh Diệu và vân vân, rất là nhiều người đang có mặt ở trong cái Quán Thế Âm Thiền Viện Đạo Tràng này. Như vậy cái vô tận đăng không phải là các vị thiên nữ ở cõi trời tha hóa tự tại học được, mà ở đây mình cũng đang học được. Và thầy là cái người đang truyền cái vô tận đăng đến cho tất cả quý đại chúng. Khi mà những chúng sinh mà họ đã hiểu được cái thế giới vô thường, họ sẽ bắt đầu phát cái tâm Bồ Đề. Rồi bây giờ khi mà họ phát tâm Bồ Đề rồi đó, thì quý vị sao? Những gì mà truyền vô tận đăng là phải dùng phương tiện nữa. Để chi? Để dạy Phật Pháp cho họ. Bây giờ chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, mình dạy Phật Pháp là phải tùy căn cơ của người mà dạy. Chẳng hạn như bây giờ có một cái người mà họ sân giận quá, họ thường thường sân si, họ đến họ nói: thưa thầy, con sân si quá, giờ con muốn tu cái pháp nào để cho lòng con bớt sân si? Mà quý vị phải dùng cái tri kiến của mình. Sân si, chữ sân si nó đối ngược lại với gì? Với từ bi và trí tuệ. Thì như vậy dạy những người mà họ đang sân si thì dạy gì? Dạy họ từ bi trí tuệ là đúng rồi. Thấy chưa? Quý vị nên nhớ rằng mình đem cái sự đối ngược lại với pháp đó để mình dạy người ta, thì tự nhiên nó đi vào cái Phật Pháp. Họ sân si là phải từ bi trí huệ. Người mà vô minh yêu mến cõi dục thì phải dạy họ sự vật vô thường. Đó là quý vị dạy. Nó như vậy người ta mới sợ, người ta mới tu. Chứ họ đang yêu mến cõi thế giới này, họ đang yêu mến thân của họ, mà quý vị đem những pháp môn khác quý vị dạy, họ đâu sợ. Quý vị phải nói rằng: đây nè anh, thân thể anh đang trong sạch này nè, anh đang khỏe mạnh này nè, ngày mai một cái tích tắc thôi, một cơn gió thôi, một cơn động đất thôi, một cái chấn động thôi là quý vị sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Thì họ mới thấy sự vô thường, họ mới sợ và họ mới tu học. Phải dạy cho đúng những cái điều đó thì người ta mới tu đúng được. Với người mà tâm ngã mạn, mà quý vị dạy họ niệm Phật thì họ không hết tâm ngã mạn được. Làm sao họ hết được? Họ ngã mạn mà dạy họ niệm Phật thì không thấy thế nào hết hết á. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật là chỉ để cho những người niệm để mà sanh phát trí tuệ, chứ không phải là cho những người mà có tâm ngã mạn họ hết. Như vậy thì với người mà tâm ngã mạn thì phải dạy họ cái tánh khiêm cung và bình đẳng tánh. Và những người mà họ yêu mến cái sắc thân quá và họ mê yêu mến những cái sắc dục quá thì quý vị phải dạy cho họ 36 phép bất tịnh quán. Đây là những phương pháp tu đó. Do đó với thầy không phải là ai thầy cũng chỉ thiền đâu. Không phải với thầy ai thầy cũng vô đây tu thiền đi con, không có vậy đâu. Thầy hỏi con đang bị vướng mắc cái gì? Khi hỏi cái vướng mắc của họ, mình mới biết cái đề xuất để mà giúp cho họ. Bây giờ họ đang có cái tánh ngã mạn, tự nhiên mình kêu họ niệm Phật à. Làm sao họ diệt được cái tánh ngã mạn được? A Di Đà Phật. Thành ra cái người mà chân sư, cái người minh sư đó dạy đạo là phải hiểu được căn tánh của người đối diện, hiểu được căn tánh của chúng sinh đang ngồi đối diện với mình. Do đó khi mà người học đạo đến chùa, câu đầu tiên thầy hỏi: con muốn tu đến đâu? Con muốn tu về cái cảnh nào? Rồi bây giờ thầy sẽ lần theo những cái câu trả lời thầy đi vào ở cái chỗ tận cùng để thầy biết cái người đó họ tu như thế nào, để thầy tùy phương tiện thầy dẫn dắt họ. Chứ không phải ai thầy cũng nói thôi ngồi tu thiền đi con, không phải ai vô thầy cũng nói ôi ngồi niệm Phật đi con, không phải vậy. Mình phải biết căn tánh của chúng sinh để dạy cho họ thì họ mới bỏ được. Phật Pháp hay không phải là giảng một bài pháp tràn gian đại hải mà hay. Phật Pháp hay là mình hiểu căn tánh chúng sinh để đưa những cái quy thức và cái thiền định nó vào đúng căn tánh đó thì tự nhiên nó hợp khuôn, giúp cho người đó họ giải thoát rất nhanh. Những việc mà thầy mới vừa trình bày đó là những việc mà Bồ Tát phải thực hành. Và những việc đó chính là cái gì? Chính là vô tận đăng. Vậy thì ngày hôm nay thầy giảng những Phật Pháp trước tất cả quý đại chúng, cái này là cái gì? Đây là vô tận đăng. Quý vị thấy vô tận đăng chưa? Những cái này nó không bao giờ nó mất hết.
thầy mất đi thì có những cái vô tận đăng khác, những vô tận đăng khác mất đi sẽ có những vô tận đăng khác. Thành ra Phật pháp bao giờ cũng trường tồn thế gian, không bao giờ mất. Như vậy thì vô tận đăng là một cái ánh sáng, một ánh sáng mà nó không bao giờ nó diệt mất, và nó mồi đến hàng vạn cái ánh sáng để cho thế giới ta bà này nó sẽ tiêu đi sự khổ và nó đầy ắp những sự an lạc và thanh tịnh, biến cái cõi phiền não của thế gian này nó thành cho cõi thanh tịnh thật sự. Bây giờ mình nói vô tận đăng, mình giảng thuyết nó xa vời, nhưng mà thật sự thì mỗi chúng sinh là vô tận đăng, mỗi một chúng sinh là vô tận đăng, và mỗi chúng sinh đã phải tự mình thắp sáng bản tâm của mình, thắp sáng cái cảnh giới mà chúng ta đang sống. Đấy chính là pháp môn vô tận đăng. Quý vị thấy hiện tại bây giờ thế gian như thế nào? Động đất, bão tố, sóng thần. Cái điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên là tâm chúng sinh chưa an tịnh. Điều này nói lên là chúng sinh cái lòng rất là hoang mang. Thành ra nó nổi lên những cái sóng gió, nó tạo ra thế gian này phải như vậy. Thầy đã giảng rất rõ ràng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật bảo rằng do tư tưởng chúng sinh lo kết hợp lại lâu ngày mà nó trở thành một thế giới. Như vậy muốn thế giới này không còn động đất, không còn thiên tai, không còn bão loạn, quý vị phải học cái pháp chân thật của Phật pháp, làm cho tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh, thế giới sẽ an tịnh, không còn những cái trận phong ba bão tố nữa. Ngày hôm nay phong ba bão tố nhiều quá là tại vì chúng sinh chưa có học pháp thanh tịnh. Đây là những cái phương pháp mà cư sĩ Di Ma Cật gọi là vô tận đăng, dạy cho các vị thiên nữ để những vị này về thiên cung truyền trao lại để cõi trời tha hóa tự tại thiên. Nó sẽ biến thành cái cõi không phải là tha hóa tự tại thiên nữa, mà nó phải biến thành cái cõi thanh tịnh minh đăng quang thiên. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái gì cũng có thể biến đổi được hết. Cái cõi cực lạc đây nè, quý vị nghe nói cõi cực lạc sao? Cõi cực lạc là các chư thánh chúng ở đó sống vô lượng vô biên vô số kiếp, phải không? Nhưng mà vô lượng vô biên vô số kiếp nó vẫn có ngày phải tàn lụng. Ngày mà Đức A Di Đà Phật nhập Niết Bàn thì cái thế giới này nó bắt đầu nó đi vào cái cảnh giống như là cái cảnh của Đức Phật Thích Ca. Đầu tiên thì sao? Thì 1000 năm chánh pháp còn hiện tiền, rồi 1000 năm sau thì cái tượng pháp, và 1000 năm sau nữa thì mạt pháp. Thì bây giờ khi mà Đức A Di Đà mà ngài nhập Niết Bàn, chánh pháp của ngài nó sắp diệt, thì bây giờ thì cái nước cực lạc không gọi là nước cực lạc nữa, mà nước cực lạc gọi một cái danh xưng khác. Nước cực lạc bây giờ sẽ biến thành là cái nước kia là nhất thiết trân bảo sở thành tụ thế giới, chứ không phải là gọi là cực lạc nữa. Và bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không thể gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, mà ngài sẽ trở thành một cái bậc Như Lai. Ngài sẽ trở thành là biến xuất nhất thiết quang minh công đức sư dương Như Lai. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy là thế giới còn biến đổi thì tâm của chúng sinh còn biến đổi, mà thế giới nó càng được cái sự an lạc là tâm chúng sanh đang an trụ trong an lạc, để nó biến đổi thế giới như vậy. Như vậy thì thế giới này cái gì biến đổi là do tâm chúng sinh, mà tâm chúng sinh biết tu thì thế giới lập tức an tịnh ngay. Giờ thầy đọc kinh kế tiếp. Bây giờ thì các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật, rồi theo Ma Ba Tuần mà trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Tỳ Thế Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn, cư sĩ Di Ma Cật có thần lực tự tại và trí huệ biện tài như thế, nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng, khi mà các thiên nữ này đã học xong cái pháp vô tận đăng thì họ đã biết cái trách nhiệm và bổn phận của họ phải làm cái gì ở nơi thiên cung rồi. Vì vậy mà họ đảnh lễ cư sĩ Di Ma Cật mà theo thiên ma trở về cung ma. Ngày hôm nay quý vị nghe giảng đến đoạn kinh này, quý vị biết quý vị phải làm gì chưa?
thì quý vị chẳng khác nào thiên nữ ở cõi trời Tha Hóa tự tại. Thiên nữ là bậc có phước mà còn dùng cái vô tận đăng để mà cảm hóa những vị thiên nữ ở chỗ thiên cung của mình. Thì quý vị ngày hôm nay nghe đoạn kinh này, quý vị cũng phải là vô tận đăng, đem những cái pháp lành an vui cho mọi chúng sinh, đem những pháp lành tùy duyên để giúp đỡ chúng sinh. Quý vị là những người đang mang cái vô tận đăng đó. Bây giờ thì ngài Trì Thế Bồ Tát chính mắt ngài thấy những cái điều huyền diệu này, chính mắt ngài thấy cái sự mà cứu độ của cư sĩ Di Ma Cật đối với những vị thiên ma nữ này. Do đó ông biết rằng ông Di Ma Cật ông có một cái thần lực và trí huệ có thể nó gọi là bất khả tư nghị. Chính vì vậy mà ông thưa với Đức Thế Tôn rằng ông Di Ma Cật cái trí huệ như vậy thì con không có kham lãnh để mà đi thăm bệnh của ông. A Di Đà Phật, trên đường tu những bậc Bồ Tát họ hay lắm. Quý vị thấp chỗ nào quý vị biết ngay. Quý vị tu mà quý vị thấp chỗ nào, quý vị yếu kém chỗ nào quý vị biết ngay. Còn người nào mà tu á, mà khi mà chỗ, những cái chỗ mà yếu kém của mình á, những chỗ mà mình rất là suy yếu mình không biết đó, là coi như quý vị đang nhắm mắt mà tu, không biết cách tu. Tu phải diệt từ trong tâm của mình, coi nó mê luyến chỗ nào. Khi mà biết nó mê luyến chỗ nào phải dùng cái pháp đối trị nó, trị ngay chỗ đó. Thì tự động nó trở về cái bản tâm thanh tịnh. Tại sao ở trên cõi đời này người tu rất đông mà người đắc đạo không có? Chính vì họ không biết dùng cái trí tuệ vô sư trí để họ tìm ra cái chỗ mà đối trị cái yếu điểm trong cái bản tâm của họ. Điểm này đã làm cho họ không thành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây đã viên mãn trong cái phẩm Bồ Tát Trì Thế. Tuần sau thầy sẽ giảng đến một cái phẩm kế tiếp. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng có cái tâm cầu học giải thoát, mỗi thứ bảy nên đến đây nghe pháp. Bởi vì ngày hôm nay thầy đã coi quý vị là vô tận đăng, thì quý vị phải có trách nhiệm. Quý vị phải biết thương yêu người đồng loại, thương yêu đối chúng sinh, dùng mọi phương tiện mà mình có thể giúp được nên giúp. Bởi vì quý vị với thầy đều là những người mà mang ơn của chúng sinh, mang ơn rất lớn. Ngày mai này quý vị thành Phật, quý vị mới trả ơn được chúng sinh. Bởi vì mình thành Phật, mình mới dùng được những cái tri kiến của Phật để mà mình thuyết những bài pháp để phổ độ tất cả chúng sinh. Còn ngày hôm nay thì bây giờ dầu cho thầy có nói cao, cho thầy có nói thâm sâu đi nữa, thì đây cũng chính là những điều mà thầy nói từ kim khẩu của Đức Phật, thầy nói trở lại mà thôi. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng hôm nay trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, tất cả quý đại chúng hiện diện trong đây là một vô tận đăng không bao giờ tắt mắt. Thầy hy vọng rằng vô tận đăng này sẽ nối tiếp và nối tiếp mãi mãi với vô lượng vô tận đăng kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện Đức, Phật bảo trưởng giả tử Thiện Đức, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thiện Đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thở trước con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bấy giờ ông Di Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả tử, vả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu, phải làm hội pháp thí, chớ lập ra hội tài thí này làm gì? Con nói: Thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: Hội pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: Thế là nghĩa gì? Cư sĩ đáp: Nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi tự tâm, vì cứu chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả, vì nhiếp tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật, vì độ kẻ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp
khởi những nhục ba la.